Khi mà lần đầu tiên bước chân vào showroom thì cảm giác đầu tiên đối với tôi đấy là cảm thấy rất là choáng ngợp dưới cái quy mô của showroom rất là ấn tượng. Và cái bầu không khí một showroom mang lại nó rất là có một cái chủ đề rất là rõ ràng. Cái cách bài trí showroom đấy nó tạo cho cái khách hàng cái khả năng ghi nhớ rất là tốt. Khách hàng có thể đặt mình vào trong cái không gian như là phòng khách, phòng ăn hay là những cái không gian như là đôi khi là không gian phụ ở chợ như là nhà vệ sinh thôi cũng đều rất là trau chuốt trong cái việc thiết kế hay là đưa các cái ứng dụng sản phẩm gạch vào bên trong không gian. Cái mục tiêu mà một cái showroom để muốn đạt được đấy là một cái mục tiêu về mặt tôn vinh lên cái vẻ đẹp hình thức của cái sản phẩm cũng như cái giá trị của sản phẩm thì Orostyle còn làm được hơn cả như thế. Với cái trải nghiệm của khách hàng thì nó còn tạo nên là các cái phong cách rất là cái bầu không khí phong cách rất là khác nhau. Ví dụ như là ở đây như tôi rất là ấn tượng với cái bầu không khí của phong cách Địa Trung Hải ở đây. Và tôi nhận thấy là gạch ngoài cái ứng dụng trong các cái không gian style hiện đại này, style Địa Trung Hải này hay các cái style cổ điển thì cái gạch của Orostyle đều đáp ứng được các cái nhu cầu về thẩm mỹ đấy. Đó là cái ấn tượng của tôi. Nó không phải là khiến khách hàng quyết định ngay lập tức mà nó cần cái mục tiêu là giúp khách hàng ghi nhớ lâu và giúp cho họ có thể trở lại khi họ có nhu cầu. Thì đấy là cái điều quan trọng mà và cái trải nghiệm đấy mà Orostyle Center đã làm được đối với việc đánh giá vai trò của một người thiết kế, tôi đánh giá cao điều đấy.